Ủa, chị Mộng Cầm, chị mới vào hả? Ngồi, ngồi xuống đây với em nè. Ờ, tôi cứ dạo này đẹp quá ta. Nghe hai bác nói có lẽ tháng sau thì... Mời chị uống rượu. Hạnh phúc quá. Còn chị, bao giờ em mới nhận được thiệp hồng? Em hả? Khi nào gặp được ảnh rồi mới tính. Ảnh ở đâu? Ảnh làm nghề gì? Làm nghề này nè. Chị xem tập thơ này rồi sẽ biết nè. Hàng Mạc Tử. Người của chị là thi sĩ Hàng Mạc Tử hả? Dạ. Nghe nói ảnh là người Quy Nhơn mà. À, chắc mượn vé ra đây rồi đi thăm ảnh luôn có phải không? Đâu có. Em đâu có biết mặt ảnh, mà ảnh cũng đâu có biết mặt em. Ủa, rồi làm sao yêu nhau? À thì yêu thơ trước rồi yêu người sau, chứ có khó gì đâu. Nhưng rồi làm sao? Và gặp nhau ở đâu? Ở tâm hồn, ở mối tình tâm động, ở hy vọng đợi chờ, nhưng biết đến bao giờ? Em đâu biết đến bao lâu mới thấy được mặt nhau. Tại mình yêu là do nơi mình yêu, rồi lỡ gặp làm sao mà biết mặt. Mình yêu có khác nhiệm màu, hỡi gặp là biết liền. Chị tin tưởng ở tình yêu của chị quá. Biết đâu Hằng Mạc Tử có vợ hoặc có người yêu rồi thì sao? Ờ thì em vẫn còn yêu được thơ của Hằng Mạc Tử. Có ai ghen hờn với người yêu thơ bao giờ? Hồi trước em cũng mê thơ, rồi yêu luôn người làm thơ như chị vậy đó. 3 năm rồi, bao nhiêu sự đổi thay. Em sắp lấy chồng, còn người ấy bây giờ có phải... Chỉ sợ chiều thu phớt nắng mờ, chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu gió về lạnh lẽo chân mây vắng. Người ấy rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không, có thầm nghĩ đến loài hoa giờ tựa trái tim tựa máu hồng. Nghĩa là anh chị đã yêu nhau tha thiết. Phải, người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng ra gió nghe tiếng về, anh sợ tình ta cũng dở thôi. Thu Cúc. Anh Trí, anh mới về đến. Vâng. 3 năm qua Quy Thành này không có gì thay đổi, cũng như dù trải qua 3 năm sương gió, có lẽ gương mặt phong trần này người ta cũng không đến nỗi mau quên. Anh Trí, em vừa nhắc đến anh, đến mối tình thơ của hai ta. Có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến người mình yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi không phải để nhớ, để thương, để chờ, để đây, mà nhắc đến tôi chẳng qua là một câu chuyện vui. Trong một dài quanh đất như mây mở vô tóc, trong giữa khung trời rồi cũng mà theo gió bay đi. Tôi đến nơi đây chẳng phải cùng ai nhất chuyện cao cùng. 3 năm qua bây giờ đã khác. Em
cũng lỡ làng rồi. Xin lỗi ông đây là người tình biển phù hay bị phụ tình cũng cùng một kia bà chủ cũ có mời tôi. Tôi không đến sợ ông buồn, chứ còn... Ba em mời ông tới, làm sao ba em biết được anh về? Tôi có gửi bức thơ nhờ cậu Phú đem lại, báo tin là tôi đã về. Nhưng vì một sự sơ hở, bức thơ không đến tay người tôi yêu, mà lại lọt vào tay của ông chủ sự. Trong cái rượu cũng có cái mai, nhờ vậy mà tôi mới biết người yêu tôi hôm nay đã... Phải, em đã có chồng. Có chồng có nghĩa là người ta đã đoạn tuyệt với kỷ niệm êm đềm buổi trước. Thuở đôi đầu chung bông dưới trăng khuya, người ta đi có lúc cũng quay về, sau con đò duyên kiếp đảm thầm tâm đơn. 3 năm qua anh như một kiếp chim trời bạc gió, lần nó ngàn vỗ cánh tuyết mù khơi. Người năm xưa giờ đã có đây rồi, anh giận số kiếp hay quan hồn nhân thế? Không, tôi chỉ là tôi của lạnh lùng, của tình hờ hững, của chờ mong. Xin ai đừng nhắc lời chung thủy, mong ước tan rồi đời uổng công. Anh Trí, đúng ra thiệt cái tên Trí, cái tên Nguyễn Trọng Trí thơ ký phù động của Ti Công Chánh Quy Nhơn đã bị người ta khai tử 3 năm nay rồi. Tôi không muốn ai gọi đến tên đó nữa, cũng như hiện tại tôi không có quyền kêu tên Thu Cúc, mà thuở nào tôi thường mượn tên em để gợi ý thơ. Ngày xưa là dĩ vãng, bây giờ là hiện tại. Hiện tại tôi xin phép được gọi em là bà Kỹ Sư Long. Còn tôi, lúc nào cần bà cứ tự nhiên kêu tên tôi là Hàn Mạt Tử. Hàn Mạt Tử? Nói vậy anh Trí học Hàn Mạt Tử. Hàn Mạt Tử? Vậy là bà đã quên được tôi rồi. Hàn Mạt Tử, tôi đang gọi một cái ba mặt, dù tên đó đang ở trên cao tổ cùng danh vọng, chỉ tên đó vừa đem lại cho người ta một mùa vui sống. Chứ còn tôi chỉ nhớ một tên Trí, một cái tên đã từng đem đến cho tôi bao nỗi sầu nhớ buồn dữ. Lần đầu khi nói tiếng chia ly, con hẹn ngày mai là ngày em khoác áo vũ huy. Come on.
Vậy là sai nguyên tắc hành chính. Ông Tam, dạ. Đưa Thu Cúc lên lầu dùng, nó đang bệnh. Ở đây có gió độc đó, nguy hiểm. Dạ, đi chị Cúc. Này cậu về sẽ không tới tôi. Dạ, thì tới rồi đây. Cậu đợi tôi mời cậu mới tới được. Dạ, đó là luật thừa trừ. Vì 3 năm trước tôi cũng đợi ông chủ đuổi tôi mới đi. Bây giờ có dịp cậu trả thù đó phải không? Dạ, tùy. Ông chủ muốn hiểu sao cũng được. Không phải tôi hiểu, mà chính cậu phải hiểu. Cậu hiểu chưa? Dạ, chưa. Ông phải hiểu rằng cô Thu Cúc nhà tôi sắp tới ngày thành hôn, nên ông mời tôi tới đây để thành tôn nợ nần. Tôi không nợ cậu, cậu cũng chẳng có nợ tôi, nhưng chỉ có lời hứa mà thôi. Giờ cậu muốn gì? Giác đơn đi kiện hay là cậu muốn giảng hòa? Và nếu đi kiện thì kiện ở tòa nào, đâu ai xử đối mà mình tin. Bất chỉ có tòa án lương tâm mới biết lầm người quen bạc. Tôi đã thành tài nổi danh, ông có giữ lời hứa không? Hơn 3 năm đợi cậu vắng mặt tin, ông cấm tôi thư từ, chắc ông vẫn chưa quên. Nhưng bây giờ thì đã muộn. Không, tôi về vừa đúng hẹn. Như vậy rồi sao? Muốn gì thì nói đại. Tôi nói ông thật tệ.
Tôi cấm luôn. Ông biểu tôi nói đại mà. Đại Hoa, không nói chuyện với cậu nữa. Ông mời tôi đứng đây không nói không được. Nói rồi chưa được. Cậu còn muốn gì nữa? Ông Tham. Bác Tham. Tự nhiên Huyền đó. Xin cho cháu gọi lại tiếng bác của ba năm về trước. Khi cháu còn là anh thơ tí ngờ, nhưng không đủ sống để nuôi thân. Như vậy để nghe bác phủ phàn từ chơi cuộc hôn nhân. Khi cháu nhờ mai mối đêm trầu cao giam hồi. Tưởng Hiền anh nhà móc hỏng nữa. Bác bảo rằng muốn lấy con gái của bác á, thì phải có nhà, có cửa, có sự nghiệp công danh. Chớ ai lại gả con cho một thằng thơ ký mỗi tháng tiền lương chỉ 800 đồng. 800 bác biết không, cháu đứng tại đây mà nước mắt lưng tròng. Mâm cầu cao đi làm lễ hỏi, cho ngỡ vàng bạc giấy tiền đi điêu một đám tang. Bác bảo về đi và kỳ hẹn 3 năm, ráng nhịn đói nhịn ăn để dành lương thơ ký. Hoặc đem mấy bài thơ của mày bán rẻ cho mấy người điêu ngắm giữa chợ rần. Rồi bây giờ cậu đã bán được chưa? Ở chợ đời có mấy người đi mua thơ của cậu? Dạ nhiều lắm bác. À, ông rằm thiệt gì bác, bác nói không lại no. Thơ của anh bác cũng đã đọc rồi mà. Đọc rồi, đọc hồi nào? Bác à, bác đọc mà bác chẳng thấy ai sáng nào. Trong lúc người điên đọc thơ anh còn biết tên biết tuổi. Quá đã nặng ốc nặng tim anh hàng mã tử. Tôi là người đã từng mến chuộng thơ anh, tôi xin được làm quen với hàng mã tử để trần gian này có thêm một người điên nữa được đọc thơ anh ngạo nghễ giữa chợ đời. Tôi từ Phan Thiết ra đây chỉ có tôi, tôi chọn làm đôi bàn. Bãi biển Quy Nhơn đêm nay chắc đầy trăng sáng. Tôi muốn kiếm một lần mà chẳng có ai quen. Đúng là đồ điên mà. Tôi là người sinh trưởng ở Quy Nhơn. Giữa tôi và Mộng Cầm á, nếu không thông cảm với nhau về thơ văn thì bổn phận người địa phương cũng phải giúp khách nhàn du khi họ cần tìm hiểu. Tốt lắm, vậy anh hãy đưa tôi đi. Ôi trăng biển Quy Nhơn, trăng thu trăng mộng. Trời đất ơi, gì nữa đây trời. Trăng nằm sóng xoài trên cành liều, đợi gió đông về để là lòng em hồi hộp chỉ hằng ơi. Điên điên đúng là đồ di ân, vô tình để gió hôn lên má. Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm em sợ. Lan quân em biết được nghi ngờ, đến cái tiết trên em. Hai đứa điên, trời ơi con đứng đây một hồi chắc nó lây con điên luôn quá. Dạ xin phép bắt cháu đi. Và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Vâng. Tôi xin được tiễn cho anh một đoạn đường. Vinh hạnh. Mời anh. Rồi trưa có về ăn cơm không cái bà điên?
Mà nó rầy cái gì mới được chứ? Được phụ nữ hâm mộ thơ văn là vinh hạnh cho nó chứ bộ. Cậu gì vậy? Đừng nói nữa cậu. Cháu biết thân phận của cháu rồi. Cháu đã biết những khó khăn lạnh xa xúc chiều trường. Tại cháu mang mặc cảm là à mà thôi. Chứ thật ra đó, thằng Hàng Mặc Tử nó mang ơn cháu nhiều lắm. Ơn nghĩa gì đâu cậu, dọn dẹp giùm ảnh mấy tập sách để ngăn nắp lại mấy bài thơ, quét tước lại cho sạch sẽ căn nhà, vậy mà gọi là ơn nghĩa được sao cậu? Không phải cậu nói ơn nghĩa bây giờ, cậu muốn nói từ trước. 10 năm hồi thằng Hàng Mặc Tử chưa nổi danh, hồi nó còn là thầy thơ ký quèn với số linh chết đó. Hồi đó cũng bây giờ, chứ sao gì mái đình này cũng chỉ là một cô gái láng giềng, người cùng chung lối ngõ, ngăn cách một chuông rào nên hai đứa dễ làm quen. Thấy anh em làm thơ mà quên việc sắp đèn, đành gian giờ việc bất nghiêng phải xin đi làm chân thơ ký. Cháu thương anh là thương từ ngày đó, ngày mảnh còn mang cái tên tri với tuổi hoa niên. Tham làm thơ mà túi lại không tiền, để mua giấy mực bút nghiêng, cháu lo sợ sáu bà hai trăm đồng dành dùm từ lâu để cho thơ khỏi cạn nguồn. Cháu mua giấy viết bằng anh, đó là nghĩa là ơn, là cả một tấm lòng, kể cho tâm hồn không thể nào quên. Cầu khuyên cháu hãy giữ lành, rằng đời trời cao ơn. Đâu phải cháu đem chuyện xưa nhắc lại, để anh nghe mà thương hại cho mình. Cháu chỉ là cô bạn láng giềng, mình cậu Phú với Mai Đình nói gì tôi đó? À, tí nữa không? Dạ. À, Mai Đình nó nhờ cậu nói với cháu là... Cậu đừng nói mà, kỳ lắm. Ừ, cái gì kỳ vậy? Không có phải nói mày kỳ, mà ý của nó muốn nói là... Nói thôi cậu. Đặng ngủ lại. Cậu đừng có nói mà, để cháu về, có mặt cháu ở đây, cậu nói kỳ lắm. À, vậy không? Về không? Vậy đi về đi, để tao nói. Anh Trí ơi, em về bệnh chút xíu hôm qua nghe anh. Cậu, cháu về nghe cậu. Ừ, về đi, để chút nó qua. Em về nha. Có cô nào tới nữa chị Trí ơi? Anh Hàng Mặc Tử,
Hồng Sơn, em ở Sài Gòn ra hồi nào? Chắc anh ngạc nhiên về số mặt đột ngột của em lắm phải không? Thằng cháu tôi nó hỏi cô ra hồi nào mà sao không cho nó hay, chứ nó chưa có hỏi tại sao cô lại ra đột ngột. Dạ cháu mới ra. Ra trong lúc mày chưa có vô, chắc cô ra cô tìm nó vô. Dạ, để tìm vô đâu? Vô anh đã... Ủa? Nói vậy cô không phải ở nhà báo? Dạ không phải cô à. Sao không giới thiệu ai biết? Giới thiệu cho cô biết, đây là Hồng Sương, một nữ độc giả ái mộ thơ của cháu đăng trên báo chứ không phải là nhà báo. Hiểu lầm cái quá mạng. Bộ hiền thơ chịu không nổi sao mà ra tìm tới đây lận? Mà làm sao biết nhà hay quá vậy? Dạ thưa bác hai. Ê, tôi thứ tư phải thứ hai, nhưng tại em cố nậu tôi tên tám phải cử nghe. Vậy cô muốn kêu tôi thì tôi đề nghị là cô kêu tôi là ông chủ nhật. Dạ không có gì lộn xộn đâu. Dạ thưa bác, dạ bác chủ nhật. Bác chủ nhật nghe. Ủa không có gì về để cho ở đây chơi, mà không về tức là có chuyện lộn xộn, mà nếu có chuyện lộn xộn thì không muốn có người nghe, mà không muốn có người nghe thì ở đây chơi. Vậy thôi đi. Anh Hàn Mặc Tử, bây giờ thì anh đã hiểu sự có mặt của em tại đây rồi chứ? Hiểu. Em là dì ruột của Mộng Cầm thật sao? Anh không tin à? Tin, nhưng... Đã tin thì đừng ngờ việc định mệnh cai nghiệt và trớ trêu là ở chỗ đó đó. Trớ trêu và cai nghiệt là khi nào hai dì cháu cùng yêu một người, hoặc ngược lại một người cùng yêu hai dì cháu kìa. Anh có yêu Mộng Cầm không? Tôi và Mộng Cầm quen nhau chưa tròn tuần trăng. Còn em với anh đã là bạn từ lúc này có tháng nọ. Hồng Sương này, em không thể đem thời gian lâu mau của tình bạn mà đòi hỏi tình yêu. Cũng như một tay đua không thể căn cứ vào sự hiện diện của mình tại lúc khởi hành mà đòi hỏi ban tổ chức phải trao phần thưởng khi cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Nhưng em thiết nghĩ người chủ giải theo dõi cuộc chạy đua cũng đủ sáng suốt để nhận định ai là người thắng cuộc khi đã gần tới mức ăn thua. Chưa thể biết được đâu, vì giờ chó có thường xảy ra tai nạn bất ngờ, hơn nữa đường còn dài, vẫn còn nhiều chặng. Anh Hàn Mặc Tử, anh không có một lời nào khuyến khích đối với em sao? Trong cuộc đua rắc rối này, tôi cần phải vô tư và không thiên vị. Thôi thì em cũng ráng sức mà tranh, dù cuộc đua chỉ có hai người. Không phải có hai người, sau lưng em còn nhiều người khác nữa. Xin lỗi, cho phép tôi được ngang câu chuyện nói hẳn. Mai Đình, em... Xin lỗi, có phải từ nãy giờ cô đứng đằng sau lưng tôi không? Thưa dân, thực tế là từ nãy giờ tôi có đứng sau lưng cô. Nhưng xin cô yên tâm đi, tôi không phải là đối thủ đâu. Vì cuộc đua này tôi chưa có ý định tham dự. Có chuyện gì không Mai Đình? Dạ thưa anh, có một ông khách tìm anh, nhờ em trao giùm danh thiếp. Ông ta đang đợi ngoài cổng. Ồ, bác sĩ Hoàng Giang Tùng. Bác sĩ Tùng nào? Tốt nghiệp y khoa đại học đường Ba Lê, chuyên trị bệnh đàn bà con nít, rọi phổi, rọi tim, rọi... Rọi thấu tâm hồn kẻ cô đơn và người hạnh phúc. Tùng ơi, lâu gặp có khỏe không? Anh Tùng. Cảm ơn, khỏe. Anh Tùng. Ủa, Hồng Sương, thật anh không ngờ hai đứa mình lại có cuộc hội ngộ này. Ủa, bộ nói gì hai người... quen hả? Thôi được rồi, xin lỗi mày nha. Mẹ ở đây rồi, ta ra xa chút xíu nha. Hồng Sương ở đây nha. Dạ. Anh Tùng, anh mở phòng mạch ở Quy Nhơn sao? Phải, anh muốn xa Sài Gòn, anh muốn quên dĩ vãng. Sau khi em từ chối lời cầu hôn không lý do chính đáng. Hồi còn học chung ở trường quốc, anh cũng dư biết là em rất yêu thương văn thơ. Cho đến hôm nay mối tình của hai sinh viên trường quốc đã chìm sâu trong quá khứ. Nhưng một đôi khi chợt nhớ anh vẫn còn tự hỏi bởi lẽ em từ chối cuộc hôn nhân. Trong lúc đi đó thì em chưa mở cửa tim anh tình. Giờ thì anh đã rõ ràng sự thật, chắc anh không còn ngờ vực. Em à, nhưng thành sự thật là chỉ ngàn dài ngàn em muốn nói những gì. Anh quen biết hồi nào với anh Hàn Mặc Tử? Là bạn học chung trường hồi còn thơ trẻ.
dài nên xa nhau gần ba bốn năm rồi. Anh có ý hẹn gì về tôi gặp gỡ hôm nay? Anh à, theo anh thì cuộc gặp gỡ hôm nay cũng mới có hơi bất ngờ. Sao anh cũng phải đi từng đàn và biết thế nào là bốn phần. Em đang đợi chờ tiếng nói của anh để cho em yên lòng. Anh nói à, em à, anh còn biết mới những gì hơn là lời cầu chúc. Anh chúc cho em bản mình được cả bền yên tâm. Anh mới thật tình thấy chuyện là xa nhau thường thức, khi lòng còn giống tưởng đến em mà mấy năm rồi chưa thể lãng quên. Anh Tùng, anh Tùng ơi, có thật anh đã quên em rồi không? Tại sao sư Hải hỏi tôi câu thừa thải đó chứ? Khi em đã quên tôi và hiện tại em đã có người yêu. Hàng Mặc Thử chưa phải là người yêu hiện tại của em, nhưng em tin tưởng ở tương lai sẽ chiếm được tim chàng. Nếu như anh... Nếu như anh đừng có mặt nơi đây, nếu anh đừng đến thăm Hàng Mặc Thử hôm nay, em muốn nói như thế có phải không? Không, em muốn nói... Em đừng sợ. Em đừng sợ một mặt cát lọt qua kẻ chân sẽ làm tớ ngoài cuộc hành trình. Đừng sợ một chiếc loa rơi sẽ làm tan vỡ ánh trăng khuya trên mặt hồ thu em đềm không gần sông. Sương ơi nói thật với em, nếu cần anh cũng xin em tình anh nó thay thảm cỏ. Cho em bước dù đi đến người yêu đặt gót chân hồng. Dung hôn cho em một hạnh phúc. Nếu là ngày xưa thì cô dâu ngồi trên kiệu cưới anh tình nguyện là một gia kiều phu. Nhưng thời nay không phải là thời xưa, em luôn xa qua của kẻ trời người không. Anh đứng bên lời nhớ nào đó, xem anh có phải là kẻ biết giữ lời hứa hay không nữa. Anh Tùng, em không bắt anh giờ non cúi đầu giả từ diễn ra, cũng không đem tình anh thay tan qua nước trên đường. Em chỉ xin tình bạn, cứ tình bạn không thường không pha trộn tình yêu. Để trên đường em đi không thiên dắt chân ngay, không sỏi đá làm đau gót chân ngà ngọc, không giọt lễ sầu đồng trên mắt biết, không nhà vui cười vì héo nụ tâm xuân. Tùng ơi, anh đừng trách em không đáp lại lòng anh mong mỏi. Chính em cũng không biết tại sao em có nhiều đổi thay đột ngột ở tâm tình. Hồng Sương ơi, khi bước chân vào đây, anh và em đã ngỡ ngàng để Hàng Mặc Thử có đi nhường có hai đứa mình tâm sự. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhất nó nghĩ rằng cuộc tương ngộ bất ngờ sẽ mang nhiều thú vị cho những người yêu. Anh không ngờ đến đây tìm bạn lại gặp Hồng Sương và đột ngột quá khi em cho biết em yêu Hoàng Mạc Tử. Nhưng anh sẽ vì em tất cả để nói với Hoàng Mạc Tử rằng em là bạn của anh. Rồi nếu vì nghĩa tin bằng ý mời anh ở lại, anh sẽ hẹn lần sau nhưng chẳng thể đến đâu dừng. Chủ nhà có nhờ tôi nói lại với ông bà không? Chúng tôi chỉ là đôi bạn. Xin lỗi, nhờ tôi nói lại với đôi bạn cứ tự nhiên. Nhắn với ông thì Hàng Mật Tử bảo rằng tình bạn còn có thể gặp lại nhiều lần, chứ tình yêu rất hiếm tạo một cơ hội gặp gỡ bất ngờ thú vị. Anh Hàng Mật Tử đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Còn với bà, xin lỗi, với cô tôi thành thật chia buồn vì cô đã gặp tai nạn trên đoạn đường chạy đua đó gần tới mức. Nè, cô ấy nói thế thì ngụ ý gì? Có gì đâu, những con ngựa bị loại ra khỏi vòng đua thường ganh tị với đồng bọn bằng cách chờ dịp sơ hở nào đó để ngửa cổ lên trời cất tiếng hí quên oan kiêu ngạo vậy mà. Em nói lại thì càng khó hiểu hơn nữa. Chuyện không có liên hệ gì đến anh đừng có nên tìm hiểu. Nhưng mà tôi muốn gặp thằng Mạc Tử. Hôm nay trăng sáng, không chừng ảnh với bạn gái của ảnh đi tìm nguồn thơ ngoài bãi biển Quy Nhơn rồi. Chắc là đi với Mộng Cầm. Em xin lỗi ông Tùng, em phải đi gặp đứa cháu gái có chuyện gia đình nhắn tin về gấp. Dốt ở kia Mộng Cầm. Nè em ở đây, anh đi tìm Hàng Mạc Tử. Cô Mai Đình, hồi nãy cô đưa tôi vào. Dân, bây giờ thì tôi đưa ông ra. Ai đó gì? Bác sĩ Tùng, bạn của Hàng Mạc Tử. Còn cô gái đó rất khó chịu mỗi lần chạm mặt. Cháu cũng chưa hỏi cô gái đó là dì của Hàng Mạc Tử. Theo dì nghĩ thì sự khó chịu kia phát sinh bởi nguyên nhân đố kỵ ghen hờn. Không lẽ Mai Đình cũng yêu Hàng Mạc Tử? Với tình yêu thì lắm phức tạp và nhiều vô lý. Chẳng hạn như dì. Dì làm sao? Dì thế nào? Cháu có yêu Hàng Mạc Tử không? Câu hỏi của dì đột ngột quá, xin phép cho cháu được ngờ vực cả dì. Cháu có quyền. Một cô gái thiếu nhan sắc như Mai Đình mà cháu còn ngờ vực thì đâu có chi khi cháu ngờ gì luôn. Nhưng gì là gì của cháu mà. Trên thế gian thiếu gì chuyện xảy ra, nhưng mối tình ngang trái người ta cứ vội vã yêu nhau để chịu hậu quả đớn đau. Lời gì nói ra cháu không hiểu kịp, hay là gì cũng bị ai. Chuyện con tim đâu có chi rằng là vì có tình yêu cũng như cháu đã yêu tâm say tha thiết một người. Dù bất ơi cháu đã hiểu ra rồi, nhưng xin gì nói cạn lời, bởi cháu còn ngờ mình đã đoán sai. Thì nói đây là nói chuyện đời nó đã xảy ra rồi, nghĩa là cháu cái gì nếu có một người thôi. Dì Út, Mộng Cầm, dì đau lòng không ít khi phải nói ra sự thật. Cháu cũng chẳng nên trách gì, bởi vì không phải là kẻ đến sau. Bây giờ dì bảo cháu phải trách ai đây dì Út? Định mệnh, số kiếp. Định mệnh đã dung rủi cho dì Út từ Phan Thiết xa tới đây để tìm cháu. Số kiếp đã đẩy đưa cháu lại nơi này để gặp dì. Rồi sao nữa dì Út? Cháu phải về. Về? Phải. Cháu không có quyền ở lại Quy Nhơn. Hàng Mạc Tử không có quyền đêm từng đêm dìu cháu đi tìm tứ thơ trên bãi biển. Vì mỗi người đã có một bổn phận. Bổn phận? Bổn phận của cháu là phải về đền ơn cha mẹ. Gái lớn khôn rồi, 20 tuổi đầu không thể ăn bám mãi cha mẹ mà không nghĩ đến việc hôn nhân. Dì ra đây kêu cháu về vì việc đó sao? Cậu ta là một sinh viên trường luật, cha chết mẹ còn, quen biết với dì, nhờ dì làm mai mối với gia đình của cháu. Rằm này bên đàn trai xin đem tàu cao tới dạm ngõ đi ra mắt cô dâu, cháu không thể nào vắng mặt. Dì Út, dì thương cháu thật lòng mà lo nghĩ đến tương lai của cháu dì, hay dì đang lợi dụng một quyền hạn bắt buộc cháu phải tuân theo mệnh lệnh? Mẫu Cầm, dì cấm cháu. Dì phải cho cháu nói.
cháu cảm thấy trong sự lo lắng của dì nó có ẩn chứa một cái gì không minh bạch. Được rồi, cháu nói đi, cháu nói đi rồi dì định liệu. Một tên tử tội, trước khi lên đoạn đầu đài, người ta còn cho ăn một bữa ăn vĩnh biệt. Còn gì, trước khi đóng khung cuộc đời một đứa cháu, sao dì không cho nó nói một vài câu, để mai mốt này dì cháu có phải xa nhau. Bên hạnh phúc của chồng con, cháu với dì còn có chuyện vui buồn ôn lại dùng kỷ niệm. Rằng thuở thanh xuân dì đã lấy quyền làm mẹ, bắt cháu phải chôn lấp nỗi nhớ thương vào tận đáy tâm hồn. Dì đã tạo ra cánh biệt ly mà cháu không thể quan ngay hờn. Những lúc này dì muốn dì với cháu là kẻ lạ người dưng, để cái tuổi đôi mươi không bị mặc cảm già nua dì dai dê. Dì với cháu nghe tuổi ta tưởng chừng xa cách lắm, nhưng thực tế thì cháu với dì chênh lệch có bao nhiêu. Cháu không cần biết dì đã quen hàng mặt từ bao lâu, trường hợp nào trở nên thân cũng không cần soi gương điểm tô thêm sắc đẹp để so sánh cháu với dì ai nhan sắc hơn ai. Dì biết yêu cháu cũng biết yêu, nếu cháu được làm gì cháu vẫn cho cuộc đua tiếp tục, đợi tới mức ăn thua sẽ mãi chiếm được tình. Cháu muốn như thế lắm phải không? Được, dì cũng xin chiều theo ý của cháu. Nhưng cháu đừng quên, cháu sẽ gặp nhiều trở ngại, vì sợ dọc đường cháu bỏ cuộc mà thôi. Trở ngại mà dì vừa nói đó, có phải là việc cưỡng bức cháu phải về Phan Thiết cho người ta thấy tận mặt, xem tận mắt dung nhan kiều diễm này không? Cháu đừng đem niềm kiêu hãnh đó mà nói với dì. Dì đã bằng lòng cho cháu ở lại Quy Nhơn, có nghĩa là dì đã nhượng bộ. Cảm ơn dì. Cháu muốn hỏi dì thêm một điều nữa. Dì đã gặp Hằng Mạc Tử chưa? Rồi. Có phải việc đầu tiên là dì báo cho Hằng Mạc Tử biết dì ra đây tìm cháu về vì việc hôn nhân đó không? Dì không thể nào không nói được, vì đó là sự thật. Nhưng dì đã lợi dụng sự thật đó để đem về mối lợi cho dì. Không đúng lắm. Dì cho Hằng Mạc Tử biết việc của cháu với một sự vô tư, vì lúc đó dì chưa ngờ là cháu đã yêu Hằng Mạc Tử. Bây giờ thì dì không còn ngờ nữa. Dì biết cháu dì yêu Hằng Mạc Tử rồi. Dì cũng như mẹ, có người mẹ nào mà chẳng thương con. Dì ơi, dì có phương cách nào giúp đỡ cho cháu của dì không? Dì giúp cho cháu rồi ai giúp cho dì? Hơn nữa, đã thỏa thuận với nhau rồi, cháu không sợ dì nghĩ rằng cháu đã kêu gọi đến tình cảm của dì là dì đã thắng cháu rồi sao? Phải, dì đã thắng cháu rồi. Cháu thua rồi. Cháu đã kiệt sức vì đoạn đường dẫn đến tình yêu vẫn còn dài đằng đẵng. Cháu đã bỏ cuộc rồi. Cháu không theo nổi gì đâu. Gà một chuồng bôi mặt đá nhau, dì cũng hổ thẹn trước vinh dự của một người vừa chiến thắng. Phải chi cháu là một kẻ khác dòng khác giống. Dì đã ngạo nghễ cười khi thấy kẻ thù đã gục ngã dưới chân. Mộng Cầm, dì đang chờ nghe cháu nói một tiếng nói chân thành. Dì sẽ bỏ dở cuộc đua để cho cháu đi một mình tới mức. Dì út. Xin lỗi, sự có mặt tôi nơi đây có làm trở ngại gì không? Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường
thì sự trở ngại tất nhiên phải có. Đứng rình nghe, chắc cô đã thấy được sự hy sinh của tôi cho nó. Bây giờ cô cũng bắt buộc tôi phải hy sinh nữa sao? Tại sao tôi lại bắt cô phải hy sinh? Cô nói thế nghĩa là gì? Vì tôi cũng yêu Hàn Mạc Tử. Dì Út, cô mà cũng yêu Hàn Mạc Tử? Không được sao cô? Được chứ. Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được thành lời như ai dì cháu nhà cô. Như vậy tốt hơn là tôi khuyên cô nên bỏ dở cuộc đua. Để cho cháu cô không gặp điều trở ngại, có phải vậy không? Thà là bỏ cuộc dở dang hơn là rước lấy đau thương thảm bại. Tôi thương hại cô nên mới khuyên nhủ chứ chẳng phải ghét bỏ gì cô. Tôi cảm ơn lòng nhân đạo của cô, nhưng tôi đã trót thương anh, dù biết tình yêu ấy chỉ là thứ tình vô vọng. Tôi đã sống bên anh như hình với bóng, dù tình chưa sâu nhưng nghĩa nặng tựa non. Trọn cả đời tôi là những chuỗi ngày buồn, mảnh đất quê hương dây tròn thân phận, mắt không quá tầm giữa mây tre xanh. Với tuổi dài cờ 14-15 đã biết thương anh với mối tình trong trắng. Thôi anh mới tập làm thơ chưa nổi tiếng, sao chẳng thấy ai tìm đến để tranh giành. Hàn Mạc Tử chưa phải là của riêng ai cả, một món đồ quý đem trưng bày ở cửa tiệm thì không thể cấm người qua kẻ lại dừng chân. Ngày nay hai cô được xem viên ngọc quý là nhờ có bàn tay người thợ dồi mài. Tôi không dám bảo nhờ tôi mà anh mới thật tài, nhưng cái nhà anh nghèo muốn làm thơ không tiền mua giấy viết, chính tôi là người phải chạy phải lo. Bài thơ ấy tôi còn giữ để mẹ ơi cô, 7 năm rồi đã nhạt nhòa nét chữ, nhưng sâu nặng tình xưa nghĩa cũ. Nếu tôi đưa anh coi chắc anh cũng không ngờ. Sao cô không đưa cho ảnh coi mà cô khoe với chúng tôi đi làm gì? Để cầu xin lòng thương hại à? Dạ thưa cô, nếu tôi có phải xin thì tôi xin cái kho kia kìa. Còn cô đã bị loại rồi nên yên phận là hơn. Bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ đó đâu có phải là tờ giá thôi. Ở đây cũng không phải phiên tòa để cô trưng ra bằng cớ, vì đâu quay giật chồng giật vợ của ai. Nói cho đúng ra hiện tại đang có một cuộc tranh chấp tình yêu, mà còn gọi là tình yêu thì chưa có gì bảo đảm, khi tôi với cô chưa giáp mặt người tình. Trận bàn phải có một kẻ hy sinh, tôi với cô chưa biết ai mang niềm đau hơn tôi. Nếu biết ra quân là đem về chiến bại thì lâm trận làm gì cho mang nhục vào thân. Tôi tin chắc với tình yêu tôi sẽ thắng các cô ở trận cuối cùng, dù lúc đầu vào cuộc đấu tôi là người đầu tiên thảm bại. Ôi, vậy tốt hơn là xin các nữ thiên binh thiên tướng hãy lui về căn cứ địa mà đợi chờ cơ hội. Đem tình yêu ra đây với bài binh bố trận, tôi e không khi nào gặp được thằng cháu tôi nữa đâu. Anh Hàn Mạc Tử đâu rồi bác? Đi rồi.
Đi đâu? Sài Gòn. Đi Sài Gòn rồi. Chứ nó ở đây chịu đời sao thấu. Nội có một đêm mà dâng tới miệng nó 1, 2, 3 món ăn. Bắt nó phải nuốt, phải giọng, phải kèm, phải ép, phải nhồi, phải nhét vô họng nó một lúc. Lúa nó trúng thật thì sao? Chịu không nổi nó mới lấy cái xe lửa dòng tút vô Sài Gòn rồi. Nhờ tôi về báo tin vui, mời bá quan ai về nhà nấy. Chuyến xe lửa Tất Thành còn 15 phút nữa mới chạy. Cháu và dì ra ga mai còn kịp. Sao vậy cháu? Cậu còn ở đây chơi lâu để rồi cháu. Trời ơi, cậu hỏi cháu về bệnh tình của Hàn Mặc Tử, cháu trả lời gì lắm nhất vậy? Mà... nè, nó bệnh sao vậy? Dạ, ảnh đau bệnh. Ý chúa ơi, mày cứ nói lôi thôi, tao hiểu không ra. Nó bệnh hay đau cũng phải nhờ mày. Tình bạn lâu năm thâm niên cố đế, số kiếp nó nghèo còn cháu được giàu sang. Nó đau bệnh gì mà cháu muốn giấu quanh. Ảnh nóng lạnh hoài, nhức tủy nhức xương. Ê ẩm trong người cháu vốn bệnh chưa ra. Nó bị ban cua hồi nhỏ có một lần. Nó đâu có luôn tồn mà một tủy một xương. Xin cậu chớ lo, cháu tận tâm thử máu cho anh sẽ biết bình tình. Kết quả y khoa trong vòng nửa tiếng, vẫn gọi vi trùng sẽ trị liệu ngay. Còn bây giờ thì cháu cũng chịu bó tay. Cháu bệnh lạ lùng từ trước tới nay, chưa gặp lần nào cháu cũng nghi nghi. Chúng tôi ở xa nên tâm sự cậy nhờ bác sĩ tận tình chữa trị giùm anh. Cậu Phú và cô cứ an tâm, ở đây tôi có đủ khả năng chữa trị mọi căn bệnh, ngoại trừ những căn bệnh di truyền như là bác sĩ, đây là kết quả bệnh lý của bệnh nhân nằm phòng đặc biệt. Đâu, cô đưa hồ sơ tôi coi. Vô lý thật. Bác sĩ Hậu còn trong phòng thí nghiệm không hả cô Lan? Dạ, ông còn ngồi đợi bác sĩ. Mời cô và cậu Phú theo tôi lên phòng thí nghiệm. Chứ vậy, tôi có bệnh tật gì đâu mà đưa tôi lên phòng để thí nghiệm. Mời cô cậu lên đó để biết chắc kết quả bệnh trạng của Hàn Mặc Tử. À, vậy không? Vậy thì đi cháu. À, cô Lan, cô có rảnh không? Dạ, theo lệnh bác sĩ Hậu, tôi phải đến phòng đặc biệt mời thân nhân của người bệnh ra về gấp. Sao? Phòng đặc biệt mà có thân nhân tới thăm sao? Dạ, ở phân thiết mới vào. Nói với họ là tôi cấm tất cả mọi sự thăm viếng trong lúc này. Mời cô, mời cậu theo tôi, đi. Anh Hàn Mặc Tử, thôi mình tạm chia tay. Chủ nhật tuần tới em sẽ trở lại thăm anh nhé. Dạ thưa cô, những gì của tuần tới cô có thể nói hết hôm nay. Vì theo lệnh bác sĩ, từ giờ phút này cấm mọi sự thăm viếng. Cấm tất cả hay là... Dạ, chỉ đặc biệt dành cho những thân nhân có người bệnh nằm ở phòng đặc biệt. Anh nằm ở phòng nào vậy? Ở dưỡng đường này có mấy phòng đặc biệt vậy cô Lan? Dạ, có một phòng duy nhất. Và ngoài kia sĩ ra, không có một bệnh nhân nào được nằm ở phòng đó. Cô nói thế có nghĩa là cô cấm tôi à? Dạ thưa, đó là lệnh của bác sĩ, tôi chỉ là kẻ thừa hành. Tôi cần gặp bác sĩ Tùng. Dạ, hiện giờ bác sĩ đang nghiên cứu về bệnh trạng của anh. Và anh cũng đang ở trong tình trạng giới hạn tới mức tối đa về sự tiếp xúc với những người mạnh khỏe. Tôi muốn cô nói rõ hơn. Dạ, vì nghề nghiệp của một y tá không cho phép tôi được nói những gì tôi có thể nói. Nhưng tôi cũng có thể nói cho anh biết rằng, kể từ hôm nay anh không có quyền tiếp xúc với bên ngoài. Đó là lệnh trên của bác sĩ, xin anh hiểu dùm cho. Bệnh tình tôi thấy giảm bớt, không còn đau đớn nhức nhối. Đâu có lẽ nào nghe cô nói tôi lại càng hoài nghi. Gần 10 năm nay tôi hành nghề trong dưỡng đường này,
nhân khi tin tưởng bệnh tình đã giảm. Nhưng chính là lúc bộc phát đang phá ở trong cơ thể, không biết đâu chừng chính là trường hợp bây giờ của anh. Xin cô và anh vui lòng cho tôi được làm phận sự. Vừa rồi cô bảo cho phép tôi được nói những gì tôi định nói ở tuần sau. Xin cô cho tôi được nán lại ít giây phút để nói những lời đó với anh Hàn Mạc Tử. Xin cô thông ngắn giây phút tâm tình, được chừng nào hay chừng nấy. Chào cô. Hàn Mạc Tử, vì sao họ lại cố tình ngăn chia ai đưa mình qua ai lui ra? Anh mang trọng bệnh gì sao anh lại giấu em? Mộng Cầm, Mộng Cầm ơi, chính anh mới là kẻ ngỡ ngàng vì bệnh trạng của anh. Khi đau đớn đã 10 phần thuyên giam, Không lẽ cơ thể này đã chết dần sự sống, khi mạch máu anh còn lưu chuyển ở buồng tim? Không lẽ quanh mình ta đang có sự rình rập của tử thần, chờ đúng giờ đúng khách đưa ta về đất chúa? Hàng Mạc Tử ơi, xin anh đừng nói nữa, em sợ lắm rồi. Những tiếng tự ly tình yêu quá dần thơ còn căng.
còn đó. Trăng chưa sầu, liễu chưa rủ, tóc còn mềm như mạch suối yêu đương. Như thở nào ngồi đợi trăng lên trên bãi vắng, anh ru em vào giấc mộng. Mộng chưa tan mà sao anh bỏ trốn, để em một mình ngơ ngác nẻo trần gian. Réo gọi tên anh chưa mở đôi mắt, lời trắng vẫn còn soi em lại ngỡ trắng tàn. Dạ, có một vị phước xin vào gặp hàng mặt tử. Tôi đã chối từ, nhưng... Nhưng cô chẳng nỡ xua đuổi một nhà tu. Dì Út, Hồng Sương, còn vài phút nữa bác sĩ sẽ đến từng phòng khám bệnh cho các bệnh nhân. Nếu không muốn tôi bị gỡ phạt, xin yêu cầu anh ấy về phòng trước giờ bác sĩ đến. Cô cứ yên lòng, tôi sẽ không để cô bị bề trên khiển trách đâu. Bác sĩ Tùng và tôi là chỗ bạn bè thân thuộc ngày xưa mà. Cảm ơn dì Phước. À, dì có cần tôi báo tin cho bác sĩ biết là có gì đến thăm bác sĩ hay không? Không cần, tôi chỉ đến gặp hàng mặt tử. Vâng, nếu không có lời yêu cầu của dì, tôi sẽ không nói gì cả. Bây giờ tôi lên phòng thí nghiệm gặp bác sĩ Tùng. Chào dì. Dì Út, dì lên đây với sự tình cờ hay biết cháu từ Phan Thiết lên thăm hàng mạc tử? Dì gặp cháu chỉ là một sự bất ngờ. Còn với hàng mạc tử, dì cố tình tìm tới. Để làm gì? Dì Út, dì quên những lời dì đã hứa với cháu rồi sao? Lời hứa đó dì vẫn còn giữ cho tới hôm nay. Dù đã khoác áo dòng tu, hiến trọn lòng trinh cho đức mẹ. Lời hứa gì? Hả? Lời hứa đó bây giờ tôi mới nói, mà đáng lý ra tôi phải nói ngay từ ngày tôi gặp hàng mặt tử ở Quy Nhơn. Nhưng đêm đó anh đã bỏ dì cháu tôi. Anh âm thầm lặng lẽ lấy vé xe lửa vô Sài Gòn. Trong lúc chúng tôi chạy theo anh ra ga để tiễn chân anh, thì anh lại đi chuyến tàu khác. Đêm đó anh cố tình lẫn trốn dì cháu em phải không? Phải. Đêm đó tôi lẫn trốn tất cả mọi tình thương, để cho những người ở lại hiểu rằng dù tôi là một thi nhân cũng chỉ có một trái tim, không thể nào chia năm xẻ bảy được. Để trả lời sự hiểu biết của tôi, bây giờ anh đã thấy. Tôi lại ngỡ rằng bộ đồ dì Phước này là nguyên nhân sự ngang trái với bác sĩ Tùng. Hàng mặt tử, anh tàn nhẫn lắm. Anh phải hiểu rằng, anh phải hiểu rằng đây là sự hy sinh của tôi mà. Mà thật ra tôi cũng chẳng cần anh hiểu, vì sự hy sinh của tôi đối với anh nào có nghĩa chi đâu. Anh yêu mộng cầm chớ nào có yêu tôi, nhưng nghịch cầm lại chớ yêu tôi. Nặng tình với một con đường, tôi phải hy sinh nhận đón thương buồn để cho anh với mộng cầm chung một lời nguyện sắt son. Về Út ơi, nay mộng ước đâu còn, cháu đang mang một đời sầu muộn mình đã tan theo gió. Có còn lại chăng là tóc ta, màu áo kia làm tôi xúc động. Những lỡ rồi đã nghĩa hy sinh, phải chăng anh cố dài mong cầm yêu Mai Đình rồi chăng? Mai Đình chỉ là một cô gái đáng thương, xin đừng đem tên tuổi người con gái ấy vào trong duyên nợ. Nhưng còn lại những tuổi ngày thường đau khổ, anh cần phải có Mai Đình. Và thật sự Mai Đình mới đáng gọi là kẻ hy sinh. Anh Tùng, Tùng, anh không hiểu Mai Đình thì đừng nói đến Mai Đình. Tại sao anh chữa trị một bệnh nhân mà không cho bệnh nhân biết nguyên nhân của bệnh trạng? Tại sao anh cấm tất cả mọi tình thương đem đến? Anh còn là bạn của tôi hay đã là tình địch của tôi? Hàng Mã Tử, điên rồi, tao điên rồi, điên. Tao đã điên rồi. Mày là bạn tao,
nhưng mày là bác sĩ, mày bảo tao điên, Tùng ơi tao điên. Tùng ơi tao còn nhớ đến tên của mày, đây thì chưa phải là tao điên. Anh hàng mát tướng, tao còn nhớ tên tao cũng chưa hẳn là tao điên. Còn đây là hai dì cháu, yêu chỉ có một tình yêu, mà người yêu ấy lại là tao. Nhưng một người hy sinh thân phận, nhường cho cháu trọn hưởng niềm vui. Nhưng niềm vui vẫn không trọn vẹn, vì mày làm tới ông bác sĩ. Mày khám tao điên nên tao mất mộng tầm. Mày yêu Hồng Xuyên, sao không nói thẳng với nàng, lại nói với tao rằng mày với nàng là đôi bạn chi thân. Anh Tùng ơi anh Tùng, từ vô cùng đã hy sinh một mối tình. Đã hy sinh rồi mà nó vẫn còn ghen. Hy sinh mà còn ghen, hy sinh mà còn ghen thì hy sinh làm cái quái gì? Những lúc này tôi cần sự yên tĩnh cho hàng mặt tử. Mộng Cầm và dì Phước có thể qua phòng bên cạnh tạm nghỉ, để tôi khám nghiệm lại căn bệnh của bạn tôi. Cô Lan à? Dạ. Đưa hai người bạn của tôi qua phòng tiếp khách. Dạ, mời dì và cô theo tôi. Quá đậm đà càng reo thơ ca, lời chuông báo kêu xa. Trăng ơi mùa trăng ngày xưa ta đâu, nơi đây nhiều sự gói quá nhạt nhòa như thanh năm xưa. Trăng ơi mùa trăng trăng không lại đây tôi bán chân cho. Trăng ơi vì trong lòng ta nhuốm máu, tương tư dân có biết dàn mà nghe ngào niềm riêng. Yêu ấm sương thu ai vẽ trăng làm đôi, chung si hồn thơ. Trăng ơi mộng Cầm ta đâu hỡi, mây toan kéo bay qua mình, tình yêu ấy mong mình hồn ta chấp cánh bay đi. Trăng ơi làm sao giết được người trong mộng, làm sao giết được người trong mộng. Trí, mày tỉnh rồi phải không Trí? Vậy mà mày làm tao bối rối quá. Tao biết hiện giờ Mai Đình có mặt ở đây. Tao không muốn ba người chạm nhau một lần nữa. Vì vậy tao đã gần trở thành một người điên loạn. Nhưng mà ai nói cho mày biết là sự có mặt của Mai Đình? Tùy tá thôi. Không, không phải cô Lan, mà một kỷ vật quen thuộc tao vừa nhận ra. Mày biết không, lần về Quy Nhơn kỳ trước, tao đã mua cái giỏ sách này tặng cho Mai Đình. Mai Đình? Mai Đình ở đâu mà cái giỏ sách ở đây? Đây, cô ấy đây. Mai Đình? Trí, tao còn nhiều bệnh nhân chưa khám nghiệm, tao phải đi gấp. Tao xin lỗi mày nha. À, cô Mai Đình à, đã đến lúc cô chứng minh sự hy sinh và lòng can đảm của cô. Chúc cô nhiều may mắn, xin phép chào cô. Mai Đình, Tùng nó vừa nói gì với em vậy? Dạ, nhờ em săn sóc anh. Ở đây đã có y tá, có nữ điều dưỡng rồi. Nhưng những người đó không thể săn sóc anh được nữa. Sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình. Vì Mai Đình đòi làm bổn phận đó phải không? Dạ không, em không đòi hỏi.
nhưng bởi không còn ai muốn ở gần anh nữa, em mới tình nguyện làm một kẻ hy sinh. Tới giờ phút này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người, người ta buộc tôi phải cô độc. Không không, anh Trí, nhưng còn có em ở bên anh. Bên anh còn có Mai Đình. Mai Đình? Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Mai Đình cũng không thể nào ở bên cạnh tôi đến trọn cuộc đời đó. Nếu người ta bảo là tôi mang một căn bệnh trầm kha không thể nào chữa trị, nếu người ta bảo là tôi mang một căn bệnh cùi, bệnh hủi, thì liệu Mai Đình có ở bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời không? Anh Trí, đừng, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ghê tởm lắm phải không? Làm sao Mai Đình dám nhận lời? Không anh Trí. Hy sinh cái gì? Tình nguyện cái gì? Thế gian này là giả dối hết. Anh Trí, hãy về đi. Đi đi. Tôi không cần, tôi không cần ai thương hại cho tôi cả. Hãy về đi. Anh Trí. Tôi thật là vô lý quá. Xin lỗi Mai Đình nhé. Dù sao thì Mai Đình cũng từ Quy Nhơn khăn gói lặn lội vào đây đi thăm tôi. Đáng lẽ những lời giận dữ vừa rồi phải nhường cho những câu an ủi. Cậu Phú đâu rồi? Cậu Phú vừa ra chợ. Sao Mai Đình không đi với cậu Phú? Chợ Đà Lạt vui lắm. Ở đây đi làm gì? Không, em không ham vui. Em đã làm quen với nỗi buồn từ thơ ấu và sẽ còn buồn nhiều hơn cho đến hết cả cuộc đời. Nỗi buồn to lớn quá. Tôi tưởng tôi mang kiếp thiên nhân là đã gánh vác hết nỗi buồn của thiên hạ. Không ngờ còn một người nữa là em. Anh Trí. Thiên hạ đều gọi tên tôi là Hà Mạc Từ. Sao Mai Đình mãi kêu tên tục của tôi? Thì em đã quen với cái tên chung nhau cắt súng của anh rồi. Dạ lại, em cảm thấy em không xứng đáng gọi tên Hà Mạc Tử. Ngày nay có tên Hà Mạc Tử là nhờ ở ngày xưa, ngày mà tôi làm thơ không tiền mua giấy mực, em đã vẽ ông lấy tiền mua giấy viết tặng tôi bài thơ. Năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời ngây thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới có, bây giờ là đây. Mai Đình cầm giấy gì đó đưa tôi xem. À, không không. Cái gì? Không, không. Chúa ơi, Chúa đã từng phạt con rồi. Không, anh Trí. Tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi? Tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi là tôi mang bệnh phong cùi? Tại sao người ta lại đưa giấy kết quả khám nghiệm cho Mai Đình mang tới? Tại sao? Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời, sẵn sống đau thương, nguồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại quê hương.
một Mai Đình, người mà tôi bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Những chuỗi ngày còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm rồi, đó là niềm vui cả một cuộc đời. Mai Đình em, em mới là người ban ơn sâu nghĩa nặng, anh phải tôn thờ suốt cuộc đời anh. Anh Trí, hãy gọi tên anh là Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc Tử, ba tiếng đó như trận bão kinh hồn vừa thổi qua biển cát, chỉ đem thêm khô khan vào lòng xa mà để làm tiêu tan sụp đổ những thành quách uy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp văn nằm trong số kiếp giả càng, rồi đây biết ai còn nhớ tên Hàn Mạc Tử khi anh về sống lại với quê hương. Gần nửa đời người phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên bên mình trong trí nhớ cái tên mà quê hương vẫn còn xa lạ sâu trong lòng già gái quê mùa. Mai Đình em đang hờn trách anh đâu phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời người con gái. Anh Chi, Mai Đình em từ quý nhân vào đấy, chỉ đem theo món quà nhỏ nhỏ là bên của mẹ cha để anh khóc bỡ ngỡ lúc quay về. Và một bài thơ nét chữ đã nhạt nhòa, đó là hình ảnh của anh còn để lại, để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đem cho hết người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bảo vật. Chắc chẳng còn ai đến đây mà giành giật, không lẽ đời em mãi chịu thiệt thòi. Anh đây 7-8 năm nay em mới tìm thấy một niềm vui nhỏ. Mai Đình, anh Trí, Mai Đình ơi, em đừng nói gì hơn nữa, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc tương ngộ đau thương. Hàn Mạc Tử chỉ là một bút danh, người đời có thể quên đi khi mùa thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tùng những dần trăng sáng, khi anh đã là phế nhân với kiếp sống tật nguyền. Bất diệt là cái tên nguyện trọng trí của anh, cái tên anh bỏ quên em đem vào hồn tinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói yêu em. Anh Trí, Mai Đình, thôi chút chút vậy cũng đủ rồi. Về đến quê hương mặc sức tâm tình, hãy chuẩn bị cuộc hành trình đúng 12 giờ trưa nay tàu chạy. Cậu thôi chuẩn bị lên đường, bác sĩ Tùng đợi cháu ở ngoài ga, Mai Đình và cháu đi trước.
Còn cậu? Cậu ha, cậu ở lại đi sao? Cháu đã hiểu cậu ở lại để làm gì rồi. Hiểu rồi thì đi đi, còi súp lê hầu thứ nhất rồi. Thôi, mình đi anh Trí. Đi em. Cảm ơn Chúa đã cho hai kẻ được gần nhau. Cậu Phú. Thôi trễ rồi, còn 5 phút nữa tàu sẽ rời ga. Rất tiếc hai người không thể theo kịp để tiễn chân Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử đã đi rồi à? Anh định gì vậy cậu Phú? Đây, tờ giấy này sẽ trả lời câu hỏi của mình. Đúng 12 giờ tàu đã rời ga. Thôi, xin chào tất cả. Chào Hàn Mặc Tử, anh đã... mà cổ đau nếu